Chào mừng bạn đến với channel Trải nghiệm Game, phiên bản Happy New Year dịch tiếng Việt là chúc mừng năm mới chính thức được hé lộ và sắp có biến liên quân bản Việt chính thức. Vậy thì điều anh em mong ngóng nhất bây giờ chắc chắn là tướng nào được tăng sức mạnh. Yên tâm đi, đừng nóng lòng, em sẽ giúp các bạn cập nhật chi tiết ngay bây giờ. Các vị tướng nào được tăng sức mạnh? Cùng tìm hiểu top 5 tướng tăng sức mạnh cập nhật phiên bản Happy New Year phần 2. Nào bắt đầu. Top 5. Jinna là pháp sư lâu đời nổi danh với khả năng khô máu trong giao tranh. Nhưng ưu điểm của Jinna chính là rất thiếu các chiêu thức có thể tiếp cận nên để tận dụng tối đa sức mạnh của mình. Jinna cần khả năng bứt tốc và giao tranh và tiếp cận đối thủ nên lần tăng sức mạnh này, sức cọ được thay đổi lại khả năng cơ động từ chiêu cuối kết giới xá lợi tăng 70% tốc độ chạy trong suốt 1,5 giây chứ không giảm dần trong 1,5 giây như trước, khiến cho Jinna càng có khả năng cơ động đáng sợ hơn. Chắc chắn sau lần thay đổi sức mạnh này, Jinna càng đáng gờm và các đối thủ khi chạm trán phải cân nhắc rất cẩn thận, bởi ngoài khả năng vận dụng chiêu cuối ở giao tranh thì Jinna còn có thể rút lui an toàn với kết giới xá lợi cung cấp tốc độ chạy và giảm sát thương phải gánh chịu. Đây thực sự là một lần tăng sức mạnh tuyệt vời cho sư cọ, và đây là một tin vui rất hay ho cho anh em nhớ để lại cho mình cảm nghĩ của bạn về vị tướng Jinna này nhá. Top 4, Lindis. Dù là xạ thủ chưa ra mắt tại match chủ Việt, nhưng sự thay đổi này là cần thiết với anh em, bởi không lâu thì Lindis chắc chắn ra mắt nên anh em cần biết thêm thông tin về cô nàng này chắc chắn là không thừa. Với chiêu cuối, Lindis có thể tích lại cho bản thân 5 lần tấn công đối thủ với thời gian hồi chiêu cực kỳ nhanh, chỉ có 2 giây mà thôi, đó là chưa kể thời gian hồi chiêu các bạn ơi. Và nhận ra rằng sát thương như vậy là chưa đủ để Lindis thực sự phù hợp với đấu trường liên quân biên bản Đài Loan chính thức. Vậy thì Lindis được tăng sát thương của chiêu cuối, và chắc chắn với lần tăng sức mạnh này thì không chỉ Lindis ở bản Đài Loan mà khi cô nàng này cập bến ở bản Việt Nam thì càng mạnh và tốt hơn hẳn ở bản Đài Loan khi mới ra mắt. Hy vọng đây là món quà tuyệt vời cho anh em nào đang mong chờ Lindis ra mắt và sắm ngay cô nàng này vào bụi làm việc, đừng nghĩ lung tung nhé. Cô nàng này vào bụi thì mới phát huy được hết sức mạnh của cô nàng này. Top 3, Greenock. Bọ báo tử được tăng sức mạnh liên tục trong các phiên bản gần đây, và ngay tại phiên bản sớm nhất đó là phiên bản mùa đông gần nhất với chúng ta và hiện tại thì bọ ta được tăng sức mạnh với việc thời gian hồi chiêu cuối được giảm, khiến cho bọ cơ động và nguy hiểm hơn. Không chỉ vậy, tại phiên bản Happy New Year này, Greenock còn được tăng sát thương cho chiêu cuối lên một tầm cao mới. Điều này khiến cho Greenock đáng sợ hơn, và có thể coi đây chính là một bước ngoặt lớn, bởi Greenock được tăng sức mạnh đến hiện tại là rất hoàn thiện, và tin vui dành cho các kiện tướng thích bọ xít và đang mày mò để luyện tay với vị tướng này. Bọ là vị tướng có khả năng gây sát thương lớn và mạnh nếu vận dụng chiêu thức tốt trúng mục tiêu, bởi nội tại của hắn ta không khác gì Ngộ Không, nên nhớ tận dụng vị tướng này thật là tối ưu. Top 2, thay đổi về cốt truyện để hoàn thiện hơn liên quân. Thì việc cốt truyện của các vị tướng là không thể thiếu, để hoàn thiện mạch truyện của game đòi hỏi cần sự đầu tư và các yếu tố cho phù hợp. Và nhờ đó Lưu Bố được thay đổi cốt truyện cho phù hợp, bởi cốt truyện của Tam Quốc có vẻ không còn quá phù hợp với liên quân và cần phải sáng tạo thêm. Vì vậy đó chính là lý do để cho Lưu Bố được thay đổi. Ngoài ra còn có Châu Na, chú voi này có sự thay đổi về tiểu sử giúp cho người chơi có thể hiểu hơn về Châu Na. Không thể ngờ đó chính là Điêu Thuyền, và có thể coi đây là lần đổi tên thứ 3 của Điêu Thuyền từ Băng Đăng thành Tuyết Liên. Không hiểu là thay đổi tên gọi như thế có tăng được thêm chút sức mạnh gì không mà thay đổi liên tục không có điểm dừng. Top 1, Kiếm Truy Hồn. Ở vị trí top 1 này chính là sự thay đổi của Kiếm Truy Hồn, thanh kiếm huyền thoại đi kèm với các sát thủ như Nakroth, rồi xạ thủ như Vio, Scream và nhiều vị tướng xạ thủ hay là sát thủ cần đi rừng mại cần tốc độ đánh khác, hoặc là đi solo đường như là Lữ Bố Airi chẳng hạn, đúng không ạ? Và khi được thay đổi đem lại cho kiện tướng một chỉ số mới cực đặc biệt, đó chính là 10% hồi chiêu. Chắc chắn đây là tin vui với các vị tướng cần hồi chiêu ấy vậy, còn đi rừng chắc chắn sau khi ăn bùa xanh thì có ngay 30% hồi chiêu. Đây thực sự là một sự tăng tiến sức mạnh đáng gờm đối với các vị tướng đi rừng và solo đường. Chính nhờ sự thay đổi này mà các trang bị đi rừng hoặc là solo đường đều được tối ưu lại và thay đổi. Chắc chắn sau phiên bản này và khi Happy New Year được cập nhật thì anh em đều phải thay đổi lại tất cả trang bị từ của Lữ Bố, Airi, Vio và nhiều vị tướng như là theo nát đâu đấy chẳng hạn đó, đúng không ạ? Chúng ta phải thay đổi lại, tại vì bây giờ cái trang bị này cung cấp chúng ta 10% một chiêu thì ảnh hưởng rất lớn đến cái cách xây dựng lại các trang bị của mình. Đây là phần 2 về các vị tướng thay đổi trong bản cập nhật Happy New Year, và là phần cuối cùng. Tổng cộng có 8 tướng được tăng sức mạnh, và các tướng còn lại ngoài việc thay đổi cốt truyện thì không có nhiều sự thay đổi. Hy vọng rằng anh em
có nhìn tổng quan về bản cập nhật sắp tới của Liên Quân. Trên đây là top 5 tướng tăng sức mạnh cập nhật phiên bản Happy New Year phần 2. Nếu đồng quan điểm mà có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.